Để vẽ cái logo giáo dục thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Trên cơ sở cái chữ GD đó thì chúng ta nhận thấy là nó là tổng, tức là nó sẽ bắt nguồn trên một cái cung tròn. Đó. Do đó thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Giữ Shift chọn công cụ Ellipse và chúng ta sẽ vẽ một vòng tròn như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Vừa nãy là chúng ta đã đề cập tới cái cách làm vòng tròn bằng cách là copy và paste in front rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm cách thứ hai, đó là chúng ta sử dụng cái công cụ Scale Tool. Tôi sẽ nhấp đúp vào cái công cụ để gọi hộp thoại ra. Và bây giờ tôi chọn chế độ Uniform, thu nó lại ở cái tầm độ khoảng 85% đây. Sau đó thì copy, thì chúng ta sẽ có một vòng tròn nhỏ hơn đồng tâm nằm ở trong. Chọn cả hai vòng, sau đó thì chọn lệnh Exclude để đục thủng nó ra như thế này. Tiếp theo thì tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật có cái thiết diện bằng bằng kích thước của cái đối tượng, cái vành tròn kia, đúng không? Cái độ dày của nó bằng cái thân vành tròn kia. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành gióng hàng, chọn cả hai đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ align nó bằng tâm ở trục đứng, bằng tâm ở trục ngang. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Chọn cái đối tượng hình chữ nhật, sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh lật là công cụ Reflect, nhấn Alt và các bạn click vào cái cạnh bên trái của hình chữ nhật. Đây, các bạn quan sát. Sau đó thì copy. Vậy thì chúng ta sẽ có một hình thứ hai. Lặp lại thao tác đó nhưng lần này bên phải. Nhấn Alt, click vào cạnh phải bên này. Và chúng ta lại copy thêm một lần nữa. Vậy là chúng ta có ba hình chữ nhật nằm sát nhau. Ồ, có lẽ cái này chúng ta làm vẫn chưa được sát lắm. Làm lại lần nữa. Đây, chọn này. Alt này, click vào cái cạnh này. Copy một lần nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có mấy cái hình như thế này. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái hình chữ nhật ở giữa, chọn giữ Shift cùng với lại hình vành tròn ở bên dưới và chúng ta sẽ sử dụng lệnh Minus Front để cắt đứt ra như thế này. Hình này thì chúng ta sẽ thu lại một nửa như thế này. Hình còn lại chúng ta sẽ nhấp chọn giữ Shift khi mà xin lỗi, giữ Alt khi mà kéo thì kéo một đầu, đầu kia sẽ tự động thu lại đều như vậy. Việc cuối cùng của chúng ta là chọn tất cả và sử dụng lệnh Unit hàn vào và cuối cùng thì chúng ta đã có một cái hình logo nhà xuất bản giáo dục vẫn sử dụng bằng các lệnh cắt hàn gióng hàng cơ bản mà chúng ta đã từng trao đổi với nhau. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với lại cái hình logo nhà xuất bản giáo dục. Thế còn nếu mà nói về cái hình Olympic chẳng hạn, đấy thì chúng ta cũng có thể làm tương đối nhanh như sau. Về mặt lý luận thì chắc chắn là không có một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới một đối tượng khác được rồi. Đấy, nó chỉ hoặc là nằm trên hoặc là nằm dưới. Vậy thì để đạt được cái yêu cầu này thì chúng ta phải đánh lừa thôi. Đánh lừa bằng hai cách. Một là những cái vùng mà nó nằm chồng đè lên nhau thì chúng ta sẽ đặt thêm một cái mảnh đối tượng khác lên để chúng ta che đi cái phần cần che. Hai là ở cái phần mà đáng nhẽ ra là nó nằm bên dưới thì chúng ta sẽ cắt cái vòng trên đi để lộ cái vòng dưới ra. Thế chúng ta sẽ thao tác như sau. Trước hết là vẽ hai vòng đã. Thao tác vẽ vòng tròn thì biết rồi đúng không ạ? Đây. Ctrl C, Ctrl F để dán lên vòng nữa. Giữ Shift, giữ Alt, thu đều vào. Ctrl C này, đây, Edit, Copy, Edit, Paste in Front. Giữ Shift, giữ Alt, thu đều vào. Thực hiện lệnh Exclude để đục ra. Sau đó thì chúng ta nhấn Alt, chúng ta kéo sang được vòng thứ hai.
tô một màu khác để chúng ta có hai vòng. Trước hết là tôi cất giữ bớt một cái vòng này đã, để tí nữa chúng ta làm trong một cái trường hợp khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Muốn lấy một cái vòng mà vừa đè lên vừa nằm xuống dưới thì chúng ta xử lý mấy cách như thế này. Cách thứ nhất là các bạn copy hai cái này cho tôi. Copy. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh intersect. Lệnh intersect thì nó sẽ tạo ra các đối tượng mà nó nằm ở cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Hai đối tượng chính thì sẽ bị bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ chọn riêng như sau. Sử dụng công cụ Direct Selection, tôi sẽ chọn riêng được một đối tượng, một mảnh của nó, xóa đi. Vậy tôi còn một mảnh này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác là chọn phần mảnh còn lại và Edit, và tôi chọn cái lệnh là Paste in Back để dán ra phía sau. Đấy. Thế thì cái mảnh còn lại này thì tôi chỉ cần là tô đúng màu như thằng kia thì nó sẽ nằm lên phía trên. Nếu mà không muốn cho nó lộ ra thì chúng ta chọn hết và chúng ta sẽ làm sao đấy ạ? Bỏ cái đường viền đen này đi, nó sẽ không còn viền nữa, thì chúng ta sẽ nhìn được nó như thế này. Group lại, Ctrl G, group lại. Vậy là chúng ta có một trường hợp. Cách nữa là chúng ta giải quyết như sau. Chúng ta sẽ cắt như thế này. Tôi sẽ chọn một cái vòng này, đúng không? Tôi copy nó đi, copy để cắt nó đi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng một cái, ví dụ một cái hình như thế này chẳng hạn. Tôi dùng hình này tôi cắt cái hình bên dưới này đi. Chúng ta sẽ có một nửa vòng tròn này thôi. Dùng nửa vòng tròn này lại cắt tiếp cái này. Vậy thì vòng này của chúng ta sẽ cắt đứt ở đây. Bây giờ tôi làm thao tác là Edit, Paste in Back, dán trả cái vòng xanh vào phía dưới. Bản thân vòng xanh thì thực ra nó luôn luôn nằm bên phía dưới, nhưng mà do chúng ta đã cắt đứt ở cái đoạn quan trọng nhất là cái phần giao nhau, cho nên đến đây thì nó lại hở ra và cho chúng ta nhìn thấy cái vòng xanh. Nó có vẻ như là chồm lên phía trên, nhưng thực ra thì vòng xanh vẫn, bản chất nó là vẫn nằm ở bên dưới. Thế thì làm xong cũng group nó lại. Thế thì như vậy các bạn vừa quan sát mấy cái hướng dẫn này thì các bạn thấy hoàn toàn là chúng ta chỉ sử dụng các lệnh rất cơ bản mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Hoàn toàn là tất cả những cái lệnh đó chúng ta áp dụng nó tuần tự theo một cái logic hợp lý thì chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này. Đấy. Thế còn đây, nếu thế thì xử lý nốt nhé. Xử lý nốt thêm cái hình âm dương. Đây, hình âm dương thì như thế này. Trước hết thì các bạn sẽ cần phải có một vòng tròn lớn đã. Sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Nhấp nút gọi công cụ, gõ vào đây 50%, copy. Vậy là tôi sẽ có một vòng tròn mới như thế này. Tốt nhất là tô một màu khác đi cho nó dễ nhìn. Đó. Với vòng này tôi sẽ chọn giống hàng với hình trên, và bây giờ chúng ta sẽ align nó lên top. Tương tự, bây giờ tôi sẽ chọn cái hình này, lặp lại thao tác 50% nữa, copy, và tôi cũng tô cho nó một màu khác cho nó dễ nhận ra. Và cũng giống hàng tiếp lần nữa. Đóng hàng xuống dưới đáy. Bây giờ tôi lại chọn cái này, lại 50% nữa, copy hình này, tô màu khác nữa cho dễ nhìn nhé. Lặp lại tiếp thao tác một lần nữa, copy. Đến đây thì chúng ta có 5 vòng tròn. Tôi sẽ làm một cái thao tác như thế này.
Đây, hôm trước thì chúng ta chưa nói đến công cụ này nhỉ. Đây, bây giờ chúng ta làm tạm này. Lấy công cụ Line Segment để chúng ta vẽ một đường thẳng. Giữ Shift kéo một đường thế này thôi, chúng ta sẽ có một đường thẳng. Đường thẳng này chúng ta sẽ gióng hàng với lại cái hình tròn ở bên dưới. Gióng hàng thẳng giữa. Sau khi gióng hàng thẳng giữa rồi thì tôi sử dụng cái lệnh đầu tiên ở hàng thứ hai này, divide. Các bạn còn nhớ lệnh divide thì sao? Khi mà nó chồng vào nhau ở đâu thì nó trước hết là nó sẽ cắt đứt nhau ra ở đấy, ở phần giao nhau đấy. Bây giờ tôi ungroup ra. Chúng ta sẽ có hai nửa vòng tròn đây ạ. Vừa nãy chúng ta đã gióng giữa rồi cho nên cắt nó sẽ cắt đúng nửa. Và tôi sẽ đưa nó xuống dưới. Xuống dưới cùng là chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím là Ctrl Shift mở ngoặc vuông. Chúng ta đưa nó xuống dưới cùng. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái thao tác như thế này. Chọn cái công cụ hình tròn này, cái hình tròn này đúng không? Với lại cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lệnh trim. Thế thì nó làm sao ạ? Nó sẽ cắt đứt như thế này. Đây, các bạn nhắc ra các bạn sẽ nhìn thấy. Bây giờ tôi lại lặp lại cái thao tác đó tương tự như sau. Chọn hình tròn này với hình tròn bên nửa hình tròn bên này. Chúng ta lại thực hiện lệnh trim thêm một lần nữa. Ungroup ra. Bên này cũng tương tự. Đúng không ạ? Bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì ạ? Chọn hình này, chọn hình này, hàn vào. Chọn hình này, chọn hình này, hàn vào. Đưa hình này xuống dưới cùng, Ctrl Shift mở ngoặc vuông. Cuối cùng thì chúng ta tô màu làm sao cho nó khớp. Màu này sẽ phải vào đây. Vậy thì cái này sẽ là đỏ đúng không ạ? Màu này sẽ là màu vàng này. Cuối cùng thì chúng ta group nó lại, Ctrl G, và chúng ta sẽ có cái hình âm dương. Thực ra thì nếu mà các bạn làm, chúng ta có thể làm độ khoảng 5-6 cách khác nhau. Tất nhiên là cái bước đầu tiên là chuẩn bị 5 vòng tròn thì hoàn toàn sẽ giống nhau. Nhưng sau cái bước chuẩn bị 5 vòng tròn đó, các cách cắt hàn rồi thực hiện lệnh lật hoặc xoay, hoặc là hàn hoặc cắt thế nào, thì chúng ta sẽ sử dụng vận dụng thật là nhiều cách khác nhau. Thì thực ra các bạn có thể làm độ khoảng 5-6 cách khác nhau cho cái bài này. Và nếu như các bạn càng tìm được nhiều phương cách khác nhau thì đến lúc mà các bạn gặp một bài toán, các bạn sẽ càng có nhiều phương án giải. Có thể phương án này nhanh hơn, phương án kia chậm hơn, nhưng mà nó đều đến đích cả. Và khi mà các bạn gặp một công việc thì các bạn cũng sẽ có nhiều cách tiếp cận hơn. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta demo như thế này, thì đến buổi sau đầu giờ có lẽ các bạn sẽ thực hiện lại tất cả mọi thứ cho nó trơn tru hết và cố gắng tìm cho tôi thêm một vài cách nữa. Ví dụ đối với cái hình âm dương này chẳng hạn. Đấy. Các bạn tìm thử cho tôi xem còn các bạn có thể làm cách nào khác. Đấy, còn đây là một trong các cách thôi.